Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi mới nhất điều chỉnh nhiều quy định về hưu trí rút bảo hiểm một lần. Những thay đổi lần này thì được xem là đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động. Tuy nhiên, với phương án rút bảo hiểm xã hội một lần thì có đến hai luồng ý kiến khác nhau. Thứ nhất là cho phép lao động đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm được rút một lần nếu sau một năm không tham gia hệ thống. Việc cho rút để đảm bảo quyền lợi lao động theo nguyên tắc là đóng hưởng. Còn luồng ý kiến thứ hai là cho rút 50% tổng thời gian đóng và phần còn lại bảo lưu trong quỹ bảo hiểm xã hội để sau này hưởng chế độ. Phần giữ lại là của để dành của lao động, cũng là để ngỏ cơ hội cho họ quay lại hệ thống an sinh. Ngoài ra, chế độ hưu trí áp dụng đối với lao động đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội so với trước đây là 20 năm và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Qua khảo sát thì gần 80% lao động trẻ từ 20 đến 40 tuổi chọn hình thức hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do không có việc làm và mất thu nhập. Do đó, việc nới lỏng quy định về rút bảo hiểm xã hội một lần là cần thiết và được dư luận xã hội đồng tình. Ông Bé có nhiều năm công tác trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Do vậy, ông chia sẻ với những khó khăn của người lao động hiện nay. Đồng thời, ông đề nghị không quy định cứng về việc rút bảo hiểm xã hội một lần. Trợ cấp một lần, mình chỉ động viên người ta và phải xem lại cụ thể từng người công nhân, từ người mất việc làm này, đời sống họ thế nào, ra làm sao. Vợ đẻ, con đau, nhà ngập nước hay là đời sống người ta khó khăn thì mình chấp nhận cho người ta. Còn mình chỉ động viên người ta thôi, chứ không ràng buộc về cái biện pháp. Về việc rút ngắn thời gian được hưởng lương hưu xuống còn 15 năm, người dân cũng đồng tình cao. Bởi theo quy định cũ là 20 năm thì quá dài. 15 năm thì cái tuổi như thế nào để được hưởng cái này? Và tuổi quá thấp thì nó hưởng ra làm sao? Để không khéo ra ra nghỉ hưu rồi mà lãnh cái tiền bảo hiểm mà không dưới 3 triệu đồng thì nhà nước phải tính nữa. Cái thời gian để cho cái người đóng bảo hiểm người ta được hưởng một cái quyền lợi thiết thực. Ví dụ như bị lớn tuổi thì rồi, nhưng mà trong quá trình đó thì có khi bị bệnh và bệnh tật hay là tai nạn gì đó thì người ta cũng có được cái cần thiết rút ra để mà chăm lo cái cuộc sống cho cái người đóng bảo hiểm. Vài năm gần đây, lao động việc làm có nhiều biến động. Bình quân mỗi năm có hơn 700.000 người đề nghị và được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Chính sách này hướng đến đảm bảo quyền lợi trước mắt cho người lao động hiện nay. Theo thống kê, thì giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021, cả nước có trên 4 triệu người lao động đề nghị và được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đây là một trong những vấn đề đáng lo ngại. Câu chuyện mà chị Phương Liên vừa chia sẻ thì đã làm nóng nghị trường khi mà các đại biểu Quốc hội cho ý kiến thảo luận về luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Và chúng tôi cũng đã có những ghi nhận cụ thể để chuyển đến quý khán giả. Hiện nay tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần có chiều hướng gia tăng. Do đó có ý kiến đề nghị nên quy định có cho rút một lần hay không. Phương án đang đưa ra vẫn chưa hợp lý. Không có quy định nào mà ngộ, chỉ có cái ta là cái quy định đóng lương hưu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần 50%, còn 50% còn để lại tới khi nào người ta cần thiết người ta sẽ đóng tiền thêm. Xin thưa, thực tế không có cái trường hợp này đâu. Tuy nhiên cũng có đại biểu cho rằng nên cho phép người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần. Đây cũng là tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của cử tri khu vực phía Nam. Cho phép những người đang hiện nay là đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi người ta mong muốn, và sau đó nếu như có tham gia lại thì sẽ không được hưởng nữa. Tham khảo với Tổ chức Lao động Quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết hầu hết các nước không cho rút bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên Việt Nam, mạng lưới an sinh chưa thực sự đảm bảo. Vì vậy, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi cần thiết kế đảm bảo hài hòa quyền lợi của người lao động. Vì nhiều người ta khó khăn trước mắt, rút ra để đảm bảo cái nhu cầu cuộc sống hàng ngày này, bao nhiêu người thì rút là để mà trả nợ này, bao nhiêu người là trang trải cái nọ cái kia là có số liệu hết. Bởi vì cuộc sống người ta khó khăn, người ta đành phải như thế. Và cũng không nên phân biệt là trước khi luật này có hiệu lực hay sau khi luật này có hiệu lực. Nếu chúng ta nói là anh nào trước hiệu luật này có hiệu lực thì cũng nói, nhưng mà sau luật này có hiệu lực không được rút ấy. Thì như một số ý kiến đã nói, không khéo ấy thì có thể có cái tác động đến cái tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, và có thể nó lại tác động cái chuyện đi rút nó tăng lên. Thiết kế để cho người lao động người ta được lựa chọn. Riêng quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống 15 năm, nhiều đại biểu cho rằng phù hợp với xu thế của thế giới. Vấn đề là phải điều chỉnh mức đóng tăng để người lao động được hưởng lương hưu cao, có thể đảm bảo đời sống.
Có thể nói là các quy định bảo hiểm xã hội đang được điều chỉnh linh hoạt theo hướng mở, đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho người lao động. Và mấu chốt vẫn là sự lựa chọn của người tham gia khi cân nhắc giữa lợi ích trước mắt hay quyền lợi lâu dài về sau.